Khi bạn đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, mọi quyết định bạn đưa ra đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi nói đến việc sử dụng mỹ phẩm. Serum Numbuzin 5, bà bầu có dùng được không là câu hỏi mà rất nhiều mẹ bầu đang tìm kiếm câu trả lời. Lo lắng về an toàn của sản phẩm cho sức khỏe của cả mẹ và bé, từ thành phần cho đến tác dụng phụ có thể xuất hiện là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong video này, shop mình sẽ đưa ra những ý kiến chủ quan mà shop mình thấy tốt nhất và cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để quyết định liệu đây có phải là lựa chọn an toàn cho bạn không. Cùng shop mình khám phá và đưa ra lựa chọn thông thái nhất cho bạn và gia đình nhỏ của mình. Tất nhiên, khi nghĩ đến việc sử dụng serum Nambujin 5 trong thời kỳ mang bầu, việc đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của bạn cùng với thai nhi là ưu tiên hàng đầu. Trong giai đoạn thai kỳ mang lại nhiều thay đổi cho cơ thể và làn da cũng không phải ngoại lệ. Làn da trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị kích ứng hơn, đặc biệt là đối với các sản phẩm dưỡng da. Ngoài ra, thời kỳ mang bầu là thời gian đầy rủi ro và nhạy cảm, và một số thành phần trong sản phẩm có thể không phù hợp hoặc gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tháng đầu tiên của thai kỳ, khi thai nhi đang phát triển nhanh chóng và nhạy cảm với môi trường xung quanh. Serum 5 Nambuzin 5, mặc dù có thể là một lựa chọn tốt cho chăm sóc da, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp cho phụ nữ mang thai. Đó là lý do tại sao mà shop mình khuyên bạn nên thảo luận với bác sĩ của mình trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Bác sĩ sẽ đưa ra đánh giá chính xác về sự an toàn và phù hợp của serum Nambuzin 5 với tình trạng sức khỏe của bạn và thai nhi. Việc này giúp bạn có thể chăm sóc da một cách an toàn và tự tin nhất trong thời kỳ đặc biệt này. Đối với serum Nambuzin 5, có một số điều quan trọng mà mẹ bầu cần lưu ý. Thứ nhất, trong giai đoạn đầu của thai kỳ, dưới 3 tháng, shop mình luôn khuyên bạn nên tránh sử dụng sản phẩm này. Vì giai đoạn đầu của thai kỳ là thời kỳ quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi và một số thành phần trong serum có thể không phù hợp. Thứ hai, sau khi qua 3 tháng, mẹ bầu có thể cân nhắc việc sử dụng serum Nambuzin 5, nhưng điều này nên được thực hiện một cách cẩn thận và tốt nhất là sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ. Cuối cùng, Shop mình luôn khuyên rằng, nếu bạn cảm thấy không yên tâm hoặc lo lắng về việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong thời kỳ mang thai thì tốt nhất là không nên dùng. Sức khỏe và an toàn của bạn và bé yêu luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi đề cập đến việc sử dụng serum Nambujin 5 trong thời kỳ mang thai, điều quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm đến là sự an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Đúng không? Shop mình cũng hiểu rằng bạn có nhiều lo ngại và câu hỏi xung quanh vấn đề này và shop mình cũng muốn chia sẻ một số thông tin hữu ích rằng Đầu tiên, hãy nói về hiệu quả. Serum Nambuzin năm chứa các thành phần chăm sóc da như axit hyaluronic và vitamin C, giúp cải thiện độ đàn hồi và sáng da. Nhưng đừng lo lắng, việc sử dụng serum này không chỉ mang lại lợi ích cho làn da của bạn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả tốt nhất, hãy nhớ thảo luận với bác sĩ của bạn trước khi bắt đầu sử dụng. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể của bạn và sự phát triển của thai nhi. Với sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ bác sĩ, bạn có thể an tâm sử dụng serum Numbuzin 5 để chăm sóc da của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất trong thời kỳ mang thai này nhé. Để tìm một cửa hàng đáng tin cậy để mua serum Numbuzin 5 không phải là điều dễ dàng. Nhưng đừng lo lắng nữa, hãy đến với shop mình, nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy yên tâm. Shop mình cam kết luôn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho bạn và shop mình tự hào về việc cung cấp serum Numbuzin 5 chính hãng. Dù bạn mới ghé thăm lần đầu tiên hay đã là khách hàng thân thiết, hãy tin rằng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ shop mình đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn nhé cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn shop mình